Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo chuyên gia nhận xét, việc tiến quân trên những con đường lầy lội do mưa vào mùa thu hoặc mùa đông khó khăn hơn so với mùa hè. Vì vậy, cơ hội cho lực lượng vũ trang Ukraine, AFU là thời tiết khô giá và ấm áp từ tháng 6 đến cuối tháng 10. Cuộc phản công thất bại năm ngoái theo hướng Zaporizhia và Nam Donetsk đã được lên kế hoạch cùng thời điểm Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn đang chờ đợi một cuộc tấn công của Nga theo nhiều hướng, có lẽ được lên kế hoạch vào giữa đến cuối mùa hè năm 2024. Vì vậy, thời điểm cuộc phản công 2.0 có thể được điều chỉnh. Kyiv đang tận dụng thời gian để gom đủ số lượng thiết giáp cũng như pháo binh từ cả nguồn viện trợ nước ngoài lẫn phục hồi số lưu kho. Bên cạnh đó, công tác huy động đang được đẩy mạnh khi những thanh niên đủ sức khỏe sẽ nhanh chóng được đưa ra mặt trận. Từ ngày 1 tháng 7, công tác huy động sẽ được tăng cường và mở rộng đến một số đối tượng học sinh. Điều này phân biệt tình hình năm 2023 với hiện tại, vì cuộc phản công năm ngoái có sự tham gia của quân đội tinh nhuệ và lực lượng dày dặn kinh nghiệm thay vì tân binh, nhưng Ukraine lại không thể tập hợp đủ 8 đến 12 lữ đoàn cần thiết. Khi quân số tăng lên như năm nay, lại phát sinh câu hỏi về tính hiệu quả của các binh sĩ mới, liệu họ có sử dụng thành thạo vũ khí phương Tây hay đủ kỹ năng để sinh tồn trên chiến trường khốc liệt. Một yếu tố quan trọng khác vẫn là sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 trên chiến trường dự kiến những tiêm kích trên sẽ sẵn sàng vào cuối mùa hè. Với sự trợ giúp của phương tiện này, lực lượng vũ trang Ukraine có thể lên kế hoạch tấn công vào hậu phương của Nga và cố gắng bắn hạ máy bay ném bom tiền tuyến Su-34. Sau đó, hoạt động dưới mặt đất có thể bắt đầu. Có rất ít lựa chọn để sử dụng và mọi thứ sẽ phụ thuộc trực tiếp vào mục tiêu. Nếu cần thiết thì tất cả các lực lượng của Ukraine có thể được điều đến khu vực Kharkov, nơi xung đột đang ác liệt nhất. Trong bối cảnh trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố có thông tin cho rằng chính quyền Kiev có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công khác trước hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Washington từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7. Theo bà Zakharova, chính phủ Ukraine dường như không lo ngại rằng nếu họ tiếp tục thực hiện kế hoạch phản công, tổn thất có thể thậm chí còn khủng khiếp hơn những tổn thất thảm khốc mà lực lượng vũ trang Ukraine từng phải gánh chịu trong chiến dịch liều lĩnh trước đó vào mùa hè năm 2023. Sputnik hồi tháng 4 dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kế hoạch phản công mới của Ukraine chắc chắn sẽ kết thúc trong thảm họa hoàn toàn và sẽ là thất bại cuối cùng của Ukraine, là sự khởi đầu của một tiến trình hòa bình theo điều kiện của Nga. Các nhà lãnh đạo Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU hỗ trợ toàn diện cho hệ thống cơ sở hạ tầng phòng thủ, dự kiến được xây dựng dọc biên giới bên ngoài của khối này với Nga và Belarus. Theo đài Sputnik của Nga, trong bức thư do nhà lãnh đạo của bốn quốc gia gửi tới giới chức EU, việc xây dựng tuyến phòng thủ này sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết và cấp bách nhằm bảo vệ khối này khỏi mối đe dọa quân sự và hỗn hợp. Các mối đe dọa hỗn hợp bao gồm các biện pháp phi quân sự như thông tin sai lệch, tấn công mạng, áp lực kinh tế và đẩy người di cư qua biên giới. Bức thư viết, quy mô và chi phí của nỗ lực chung này đòi hỏi hành động đặc biệt của EU hỗ trợ cả về mặt chính trị và tài chính chi phí ước tính cho quá trình xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới EU dài 700 km với Nga và Belarus là khoảng 2,67 tỷ đô la Mỹ. Lời kêu gọi này được đưa ra một tháng sau khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk công bố kế hoạch hợp tác với Litva, Latvia và Estonia xây dựng lá chắn Baltic, một tuyến phòng thủ thống nhất của các quốc gia vùng Baltic trên biên giới của EU với Nga và Belarus. Bình luận về lời kêu gọi trên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, tuyến phòng thủ theo kế hoạch của EU nên được xây dựng với các rào thép gai hướng vào bên trong. Moscow đã nhiều lần chỉ trích tuyên bố của Brussels về mối đe dọa từ Nga là vô căn cứ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên án những cáo buộc của phương Tây về kế hoạch cho rằng Moscow sẽ phát động một cuộc xung đột với NATO đặc biệt khi xét đến chi tiêu quân sự của Mỹ và Nga vào năm ngoái, lần lượt là 811 tỷ đô la Mỹ và 72 tỷ đô la Mỹ. Ông Putin cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông cho rằng đây là cáo buộc hoàn toàn vô nghĩa và đe dọa người châu Âu để lấy tiền cho mục đích liên quan đến quốc phòng. Giữa năm 2021, hàng chục nghìn người di cư đã chèn trúc tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan, cũng như các nước láng giềng Latvia và Litva trong nỗ lực nhập cảnh vào EU. Chính quyền Ba Lan đã thắt chặt kiểm soát biên giới, triển khai quân đội và cáo buộc Belarus dàn dựng cuộc khủng hoảng di cư. Minsk đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Warsaw đã làm gia tăng cuộc khủng hoảng di cư bằng cách đẩy người di cư vào lãnh thổ Belarus. Theo báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ, một cuộc đối đầu quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah có thể sẽ diễn ra trong nhiều tuần tới nếu Israel và Hamas không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Giới chức Mỹ hiện đang thuyết phục hai bên cùng xuống thang căng thẳng trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang tiếp tục được đàm phán giữa Israel và Hezbollah. Theo một số quan chức Mỹ, lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah đã lên kế hoạch chiến đấu và đang trong quá trình chuẩn bị vũ khí. Cả hai bên từng công khai tuyên bố không muốn giao tranh, nhưng giới chức Mỹ cho rằng mâu thuẫn nội bộ có thể sẽ bùng phát bất chấp các nỗ lực tìm cách ngăn chặn đối đầu. Trước đó, tướng Chuck Brown, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ xung đột diện rộng ở Trung Đông nếu Israel mở chiến dịch quân sự ở Liban. Tướng Brown nhận định, so với Hamas, lực lượng Hezbollah có năng lực quân sự tổng thể mạnh hơn. Bên cạnh đó, Iran cũng sẽ hỗ trợ Hezbollah nhiều hơn Hamas, đặc biệt là nếu Tehran cảm thấy nguy cơ lớn ở Liban. Cũng theo ông Brown, Washington công nhận quyền tự vệ của Tel Aviv, nhưng quan ngại rằng việc Israel tấn công Liban có thể dẫn đến những phản ứng gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tướng Brown nói, việc mở rộng chiến dịch quân sự xuống Liban sẽ đặt Israel vào tình trạng phải căng sức ở cả miền Nam và miền Bắc. Trong bình luận của mình, tướng Brown cũng lưu ý về việc Mỹ khó có thể giúp đỡ Israel đánh chặn tên lửa của Hezbollah như những gì đã xảy ra cách đây vài tháng. Hồi tháng 4 năm nay, Washington và các đồng minh đã giúp Tel Aviv ngăn chặn đợt tập kích tên lửa quy mô lớn của Iran. Ông Brown cho biết, rất khó để ngăn chặn hiệu quả những loại tên lửa tầm ngắn được Hezbollah phóng từ khu vực biên giới Liban vào Israel. Lực lượng Mỹ ở Trung Đông cũng không ở vị trí phù hợp để hỗ trợ việc đánh chặn. Bình luận của tướng Brown được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng giai đoạn căng thẳng ở Rafah sắp kết thúc và Tel Aviv đang chuyển trọng tâm từ khu vực biên giới phía Bắc với Liban. Dù vậy, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Ariane Watson cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang hướng tới một giải pháp ngoại giao nhằm giúp người dân Israel và Liban trở về nhà của mình ở khu vực biên giới giữa hai nước. Bà Watson cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận có thể chấm dứt cuộc giao tranh ở Gaza, qua đó đảm bảo an ninh lâu dài và ổn định ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban. Chính phủ Iraq hồi tháng 5 đã phê chuẩn việc mở một văn phòng của lực lượng phong trào hồi giáo Hamas tại Baghdad. Thông tin trên được báo The National có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE đưa ngày 24 tháng 6 Chuyên gia quân sự Yuri Liamin đánh giá khả năng chuyển trụ sở lãnh đạo chính trị của Hamas từ Qatar sang Iraq có thể là một động thái phản ứng trước sức ép ngày càng tăng mà Doha đang phải đối mặt từ Washington trong các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông Yuri hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ CAST lý giải. Giới lãnh đạo Mỹ đang tìm cách gây sức ép đối với Qatar để tác động lên ban lãnh đạo chính trị Hamas và buộc nhóm này phải đồng ý với những điều khoản mơ hồ về một thỏa thuận ngừng bắn với Israel Do đó, Hamas đang xem xét một địa điểm dự phòng nếu Qatar phải chịu một sức ép quá lớn. Bài báo cũng đề cập Iraq dự kiến đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo Hamas và văn phòng của họ ở Baghdad. Các cuộc thảo luận về việc di rời trụ sở được cho là đã diễn ra vào tháng trước giữa thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh và đại diện của chính phủ Iraq Iran. Ông Haniyeh cũng thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani. Ngoài ra, Hamas gần đây đã thành lập một văn phòng chính trị ở Baghdad do quan chức cấp cao Mohammed Al-Hafi đứng đầu. Về phần mình, Hamas dường như phủ nhận mọi thông tin di rời trụ sở. Trong một thông báo trên tài khoản Telegram, Izzat Anris, thành viên văn phòng chính trị của Hamas, nêu rõ những thông tin cho rằng Hamas có kế hoạch rời Qatar và tới Iraq là không đúng sự thật. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia quân sự Yuri, động thái chuyển trụ sở chính trị của Hamas sang Iraq không phải là một điều bất lợi với nhóm này. Chuyên gia này cho biết chính quyền Iraq có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Mỹ và các nước phương Tây khác. Khác với Qatar, do ảnh hưởng mạnh mẽ của Iran, Mỹ sẽ không thể gây sức ép quá nhiều lên chính quyền Iraq. Ông Iri lưu ý, song điều này có thể kéo theo một rủi ro khác. Israel có thể tìm cách thực hiện các cuộc không kích nhằm vào giới lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ Iraq. Nếu như ở Qatar, sẽ không có mối đe dọa kiểu như vậy. Chuyên gia còn nói thêm, hiện tại, các quyết định quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza không xoay quanh vị trí của trụ sở chính trị Hamas đặt ở đâu mà hoàn toàn phụ thuộc vào lập trường của đại diện lãnh đạo nhóm ở giải Gaza. Thông tin di rời trụ sở chính trị của Hamas xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian đang bị đình trệ. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga tại Moscow, Phó Thủ lĩnh Chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, Musa Abu Majouk bày tỏ mong muốn để Nga đóng vai trò là một trong những bên bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Ông nhấn mạnh đang không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza hơn nữa hamas vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào liên quan đến những sửa đổi mà họ đề xuất cho kế hoạch ông mazouk cho hay những nỗ lực của những người bạn qatar vẫn đang tiếp tục họ đang cố gắng phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình nhưng không có tiến triển gì chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi nhưng israel không đồng ý